Chào chú ạ. Chú ơi, cái vườn đào này là của ai đấy ạ? Đây của chú đấy. Của chú luôn ạ? Ừ. Ôi, rộng thế. Bao nhiêu mét chú nhỉ? Úi giời, nó hàng nghìn mét. Chú đang làm gì đấy ạ? Đây là sửa lại các cái cành răm khô để cho nhìn cành đào cho nó đẹp, nó thoáng. Nếu ngày Tết mà không có cành đào thì không nói chuyện gì hương vị ngày Tết. Cháu lại vô tình cháu vào đây thì cháu thấy cách nói chuyện của chú cháu rất là ấn tượng và cháu tin rằng ngày hôm nay chú sẽ tư vấn cho cháu lựa chọn một cái cành đào hợp lý để đặt trong gia đình mình. Được. Chú sẵn sàng tư vấn giúp cháu nhé. Được, chú sẽ sẵn sàng giúp. Chú ơi, chú có thể dẫn nhá. Cháu đi lựa chọn. Rồi, chọn đi. Đây, chú cháu mình sang bên này chú. Được. Đây là vườn đào nhà chú ạ, tất cả chỗ này ạ. Tất cả vườn đây là vườn đào của nhà tôi hết. Nói thật vườn đào này là chúng tết toàn bộ rồi. Không lo gì cả. Trước mắt là cháu phải nói cái phòng của nhà cháu rộng hay hẹp. Cái thứ hai là thích cái màu gì. Ví dụ như cháu thích cái cành đào phai hoặc thích cành đào đỏ thì chú mới bảo cho chú chỉ cho cháu từng cành từng chủng loại một. Cái đào này là đào đào này là đào đào đỏ, đào bích, đào đào kép đây. Đào, okay. Rồi, muốn chọn đào mà để đảm bảo chơi Tết ý, cái răm nó dài nó còn nhiều nụ như thế này thì mới chơi được bền. Còn nếu không có những cái này thì không thể đảm bảo chơi Tết. Cháu thấy cái đấy, này những cái cành này, cành đào này là đào ta. Đào ta. Năm cánh đơn. Năm cánh đơn. Ừ. Cái đào ta này nó mắt nó hoa nó từ trong cái kẽ lá này nó ra này. Đây, những cái nụ này là đều nở hết này. Thằng đào ta nó ưu điểm như thế đấy. Thấy chưa? Nhiều người thích cái loại này vì cắm nó sáng nhà. Nhà mình mà có tang lễ thì không bao giờ cắm đào đỏ cả. Đào đỏ để cứ đỏ mãi thì cứ tang lễ mãi. Trên làng người ta kiêng ở chỗ ấy. Những nhà có tang lễ là người ta thường chơi đào bạch, đào phai. Còn đào đơn nó cũng loại có một loại màu hồng đỏ tía như là đào này. Bây giờ nó nhiều người ta nai ghép. Trên nó nhiều kiểu loại trên là cái gu thẩm mỹ của từng khách hàng người ta vào người ta nhìn cành đào kể cả đơn kép nếu người ta đã thích là người ta chơi thôi. Nhưng mà cái hoa này nở sớm quá không bây giờ đấy. Nhìn chung chơi đào mà khi cắt đào là nó phải có vài chục bông hoa thì nó mới sáng. Năm nay là do thời tiết trên là nó nở không đều. Đấy nó nở bên đây bên dưới nở, chân này nó nở nhá. Còn bên trên này nó còn đang cái nhiều nụ thế kia. Rất là quan trọng ở bên trên đấy, nhiều nụ đúng không? Mình dưới chơi chân. Tết là mình phải hướng cái thằng bên trên này này. Còn những bên dưới chân này nó chỉ tô thêm để cho nó đỡ đơn độc thôi. Nhược điểm của nó thì nó sẽ như nào? Chóng tàn, nó nở nhanh chóng tàn vì nó có mỗi 5 cánh thôi. Tùy theo sở thích không gian mà mỗi người lại lựa chọn cho mình những loại đào khác nhau trong dịp Tết. Nhưng trước đó, người mua nên cân nhắc. Đào năm cánh đơn đẹp, tuy nhiên lại nở nhanh chóng tàn. Đào kép nhiều cánh, thời gian tươi nở lâu hơn, chơi được bền. Đối với đào kép cần lưu ý, chọn cây hoa cánh dày, tươi màu. Nên chọn mua trước Tết 3 đến 5 ngày, tránh mua quá sớm hoặc quá muộn. Không chọn những cây hoa nở quá rộ, chọn những cành đào có nhiều nụ mập, phân bố đều và dày. Trong không gian nhà cháu nó đơn giản thôi, nhưng mà chú phải tư vấn cho cháu lựa chọn một cành đào. Ví dụ như là mình ở nhà chung cư. Vâng. Mà nó hẹp. Vâng. Diện tích nó hẹp nó bé thì nên chỉ chọn cái cành nhỏ nhỏ này thôi. Cành nhỏ này. Là cắm là vừa. Còn những nhà ví dụ nhà nó rộng độ khoảng 40-50 m² phòng một phòng thì nó phải chơi những cái cành to. À, cái công việc chăm sóc đào cũng khá là mất công luôn. Khó. Nói thật nó phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Các cây khác người ta trồng mà nông nghiệp công nghệ cao, người ta có nhà kính nhà lưới thì đảm bảo làm cây đào nở chúng Tết. Nhưng bây giờ nó rộng mênh mông thế này thì nếu làm thực hiện công nghệ cao mà làm nhà kính nhà lưới thì chắc cái cành đào giá cả nó còn cao đến bao nhiêu thì chắc người dân không đủ cây tiền để mà sử dụng xài những cành đào như thế. Trên người ta dùng đào này là đào nó phụ thuộc vào thời tiết rất nhiều. Đấy chứ như năm nay là, này năm nay là thời tiết đẹp nó nở trước nhưng mà cũng may là được gần Tết này nó rét nó kéo lại. Chơi cành to này đấy, nhà cái không gian nhà mình nó rộng mà thì to. Mình nó mới xứng đáng. Nhưng mà cái cành này, đào này không để ý như là giống cái kiểu cành đào rừng đúng không nhỉ? Không, nó là đào ta thì thường là đào rừng thì nó cũng là 5 cánh thôi. Nhưng mà đây rồng tại đây, nhưng đào rừng nó không mấy cành mà nó được hoa nụ như thế này đâu. Không có đâu. Ở đây đây, chú ơi. Đó. Đấy, thế này, cái này thì sao ạ? Đào kép thì nó nở chậm, mà chơi thì được bền. Mà những người mà thích đào kép cháu thích màu... Thì kép cái nó nở chậm hơn. Chú ơi. Đấy, cắt cành ý, lấy cành ý. Cắt cho cành này đi. Quyết định chưa? Quyết định rồi. Chú cho cắt cho cành này đi. Đây. Đây.
Anh to này, để đến đây đấy nhá. Vâng. Được chưa? Ta phải cắt ở đây à? Cắt đây được chú. Được. Thấy chưa, trông để cành đào như thế nhưng mà đi ra đây trong vườn nó rộng như thế, nhìn cắt ra mình thấy cành đào đẹp chưa. Cái cành to này thì cháu lại chở bằng xe máy có chở được chú? Chở được thoải mái, chú buộc chằng vào cháu đi có thể đi được 4 cành như thế này chứ không phải 1 cành. 4 cành đấy. Về nhà mình mở ra. À, mở ra nó vẫn bình thường không? Giao thông đi lại nó đông người nên phải cho. Cháu sợ nó quấn vào chặt quá thì sợ mở ra nó không sợ. Không nó cong hết đấy. Thoải mái. Cành đào bó vào mới thấy nước rút nụ đi như thế này thoải mái chưa? Thế mới nào là chơi Tết. Chứ còn nào nó cứ ngắn rủ, nó không có cái gì cả, nó chỉ có mấy cái này thì không chơi Tết được. Cháu sẽ phải khoe một cái thành tích này ở trên Facebook đây. Ngày hôm nay ạ, với sự hỗ trợ của chú Đỗ Văn Kim thì Hoàng đã cảm giác cái mùa xuân đã đến rất gần rồi. Nó không phải là một cái mùa xuân mà Phan Hoàng cảm nhận được từ các cái khu chợ ở trong thành phố nữa, mà đây là thực sự là một mùa xuân mang đậm cái nét văn hóa của người Việt. Và thực sự rằng là ngày hôm nay rất là hạnh phúc, rất là vui khi mà lần đầu tiên được đi lựa chọn đào và cảm giác mình đang đem cả mùa xuân về gia đình mình. Và bây giờ Phan Hoàng sẽ về ra gia đình mình để cắm được cái cành đào này đấy ạ. Chú ơi, trước khi mà tạm biệt chú, cháu cảm ơn chú rất nhiều. Và chúc chú sang một cái mùa xuân mới thật nhiều sức khỏe và trồng được nhiều những cây cành đào đẹp hơn nữa để đem lại mùa xuân rực rỡ, tươi đẹp dành cho tất cả mọi người. Chú ơi, cháu tạm biệt chú nhá. Rồi, chú, cảm ơn nhá. Tùy theo từng sở thích, không gian mà mỗi người lại lựa chọn cho mình những cây đào khác nhau trong dịp Tết. Nhưng nhìn chung, để chơi đào bền đẹp suốt dịp Tết, người mua cần chú ý. Chọn cây có hoa cánh kép, màu thắm, cành đều, gốc thẳng. Thân cây có thể xù xì nhưng phải khỏe, chắc chắn. Răm phải nhiều, nhỏ và đưa ra. Nụ dài đều và dày, tán phải cân đối. Các nhánh phân bố đều trên mặt tán. Nên chọn đào hội đủ bộ tứ quý, hoa, nụ, lộc, quả. Biểu tượng cho sự đầm ấm, đề huề, bền vững của gia đình. Không chọn những cây hoa nở quá rộ, không tưới quá nhiều nước tránh cho cây bị úng dẫn đến thối rễ. Đối với cành đào, chỉ nên hơi nhanh qua lửa để mặt cắt khô xe lại. Tránh đốt lâu cháy cành, làm các mạch dẫn nước lên nuôi thân bị tắc, sẽ làm cho hoa nhanh héo,